Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với channel của HC Capital. Thì gần đây anh em có thể thấy trend meme bùng nổ rất là mạnh mẽ. Từ đó sinh ra rất là nhiều những dự án x10, x100 lần ở trên DeFi. Dành cho anh em chưa biết, DeFi đó chính là chơi những token ở trên DEX. Còn so với lại việc anh em mua những token đã list sàn, như là ví dụ sàn Gate hiện tại thì chỉ mua được những token đã trên sàn rồi. Còn ở DeFi thì nó sẽ rộng hơn cho anh em giao dịch mua bán những token chưa được niêm yết trên sàn. Thì từ đó cái rủi ro nó cao và lợi nhuận cũng sẽ cao. Trong video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em giao dịch mua bán những token ở trên mạng lưới của Ethereum nha. Thì đầu tiên anh em phải chuẩn bị cho mình đó chính là Ethereum. Thì anh em có thể lên những cái sàn giao dịch anh em mua. Thì ví dụ ở đây anh em muốn nhập mua bao nhiêu thì anh em có thể mua đây. Anh em nhập số lượng vào anh em mua. Rồi anh em mua xong rồi thì anh em sẽ rút về ví. Đây ví dụ ở đây mình sẽ thực hiện cho anh em tham khảo nha. Ở đây mình sẽ mua 0.1 đó, là hiện tại đang là mức là 315 đô. Ok, mua ETH xác nhận. Ok, đã đặt lệnh, mua xong. Ở đây mình sẽ chọn vào đây, mình sẽ chuyển tiền. Đây, spot. Ở đây mình sẽ chọn token đó chính là ETH, đây Ethereum. Anh em để ý, bắt buộc để ý kỹ cái phần này cho mình nha. Đó chính là mạng lưới. Ở đây hiện tại mình đang muốn giao dịch ở trên mạng lưới Ethereum, thì anh em phải chọn vào Ethereum sạc ETH. Còn nếu anh em muốn giao dịch ở trên những mạng lưới khác thì anh em phải rút về những cái mạng lưới khác. Tuy nhiên trong video này thì mình sẽ hướng dẫn anh em ở trên mạng lưới Ethereum, thì anh em phải chọn ở đây. Thì phần nhập địa chỉ ví á thì anh em sẽ nhập vào. Ví dụ ở đây mình sẽ nhập vào đây, copy, đây là cái địa chỉ ví đó, copy. Rồi anh em sẽ bắt vào. Đây mình sẽ ví này đi. Đó, rồi nhập vào đây. Đó, thì đó như này là nhập cái địa chỉ ví vào đây. Rồi anh em chọn mạng ETH nha. Rồi anh em chọn vào rút tiền. Nó sẽ chuyển token từ trên sàn SEC về cái ví giao dịch của anh em. Đó. Rồi tiếp theo sau đó để làm sao mà những người mới á sẽ chưa có cái địa chỉ trên ví. Đây, địa chỉ trên ví thì làm sao anh em có thể lấy được cái địa chỉ này? Thì mỗi người sẽ có một cái địa chỉ ví riêng để anh em có thể chuyển token lên. Thì đây mình sẽ hướng dẫn anh em là tạo cái ví ở trên DeFi nha, trên Web3 để anh em tham gia nha. Thì đây mình sẽ hướng dẫn anh em tạo là ví MetaMask, tại vì nó thông dụng, hoặc em có thể sử dụng ví của OKX cũng được. Ok, ở đây mình ở ví MetaMask vào chrome. Thì ở đây nó sẽ có cái mục này nè. Đó, ở đây nó có cái mục chỗ này, anh em ghim lên. Đó, bấm vào đây, tôi đồng ý tạo ví mới. Ở đây anh em sẽ nhập một cái password anh em muốn điền là cái mật khẩu á. Đây, thì tới bước này á anh em phải lưu lại cho mình cái 12 ký tự này, bắt buộc phải lưu lại 12 ký tự này. Anh em có thể viết ra giấy hoặc là lưu ở đâu đó mà đừng cho những người khác biết, có nghĩa là 12 ký tự này là không được chia sẻ cho bất kỳ ai đó. Ví dụ ở đây đi, mình sẽ chụp màn hình lại, mình làm video này cho anh em xem. Đây, chọn vào đây lesson, đây chọn vào vlog. Ok, đó. Rồi thì ví này mình cũng sẽ không sử dụng, mình chỉ dùng để làm video này cho anh em xem thôi. Thì đây anh em có thể thấy được cái địa chỉ ví của mình nè. Anh em copy vào đây, đây là mạng lưới ETH mainnet nè. Copy vào đây là sẽ là cái địa chỉ ví của anh em, thì anh em nhập vào đây. Đó, anh em nhập cái địa chỉ ví của mình vào đây. Ok, rồi sau khi mà anh em chuẩn bị ETH xong rồi á thì bắt đầu anh em cần đến một cái trang web đó chính là DeFi. Thì ở trên mạng lưới Ethereum mình hay sử dụng Uniswap. Ngoài ra thì anh em có thể sử dụng những con bot khác để có thể giao dịch nhanh hơn, sniper nhiều hơn. Tuy nhiên là ở đây trong video này, trong khuôn khổ video này á, chỉ hướng dẫn anh em là giao dịch những token đã có bull thanh khoản lớn và ở trên mạng lưới DeFi giao dịch nó an toàn. Ok, thì ở đây mình sẽ sử dụng là Uniswap. Ở phía dưới phần mô tả video này mình sẽ để trang web này để cho anh em có thể tiện sử dụng nha. Rồi anh em chọn vào phần connect, chọn MetaMask. Ok, mình sẽ kết nối với lại cái ví đang có ETH để mình sử dụng. Đây, mình sẽ kết nối với lại ví này. Thì ví này đang có sẵn ETH ở đây. Thì ví dụ như là trong đợt vừa rồi ở trên kênh HC Game, bên team mình đã cho anh em mua một dự án đó chính là con SHIB nè. Thì đã cho anh em mua con SHIB này và đã được gần ít 3 lần. Thì làm sao để anh em có thể mua được con SHIB này, tại vì nó chưa list trên bất kỳ một sàn giao dịch nào cả. Đây, anh em có thể thấy khi mà viết ra thì sẽ có những cái phân tích đó, những cái phân tích ở phía dưới này thì có thể đọc vào tùy, tại vì đây là phân tích cá nhân, nhận định sẽ có đúng sai anh em phải phân tích. Và với cá nhân mình khuyến khích á, nếu mà chơi meme thì chỉ thể chơi với lại số vốn bé thôi, có thể ít to hoặc là mất cái số tiền đó cũng được, không sao cả. Thì ở đây ví dụ đây sẽ là cái contract, cái này sẽ là cái contract, cái địa chỉ của cái token này á thì sẽ sâu hai cái dấu hai chấm nè, bắt đầu bằng chữ không ít luôn ở copy. Rồi anh em chọn vào select token, anh em nhập địa chỉ của cái token dự án đó. Đó, nó sẽ hiện ra là SHIB nè. Đây nó sẽ cảnh báo, nó cảnh báo nhưng mà meme mà thì nó sẽ có những cái rủi ro. Ok, understand. Ví dụ ở đây mình sẽ swap thử 0.01 là 30 đô để nhận về 286.5 token SHIB đó. Swap, đây mình sẽ swap cho anh em xem nha. Đây nó sẽ nhảy trên ví của mình với cái phí hiện tại á, anh em có thể thấy là nó nhảy đến 23.73 đô. Ok, thì cái phí tương đối cao nha. Tại vì con này á nó đang promo với lại phí ở trên mạng lưới ETH á, lúc nào nó cũng cao hết á. Nên là ví dụ nếu mà anh em chơi to
thì nên chơi những con này khi mà list trên những cái sàn như là MSC hoặc là BingX chẳng hạn thì nên chơi. Ví dụ anh em mà mua ít quá, mua ví dụ 30 đô mà phí đã 23 đô rồi thì không nên chơi. Đây nè, cái này là phí nè, là tốn 0.25%, nhưng mà cái network cost đó là cái phí mạng lưới là gần 8 đô. Thì đây nó chỉ hiện 20 mấy đô thì khi mà giao dịch á nó sẽ tốn tầm độ từ 10 đến 15 đô. Ok, anh em có thể chỉnh phí giao dịch lại ở đây cũng được. Đó, chỉnh lại đó. Mà ở đây mình sẽ không chơi con này nha. Dù mình sẽ thực hiện với lại một cái token khác cho anh em xem. Đây mình sẽ đây cái phí á, anh em có thể thấy phí hiện tại đang rất cao, tầm 15 đô. Ok, anh em mình sẽ từ chối lệnh này, mình sẽ cho anh em xem. Trừ khi nào anh em FOMO hoặc là phân tích những dự án mà anh em thấy nó hợp lý á thì có thể bỏ ra phí ra để chơi hoặc là đua, gọi là đua ga, đua gas á. Còn như hiện tại thì chơi quá ít. Đây gway đây nè, nó sẽ phụ thuộc vào cái mức gway nè. Gway càng cao thì cái mức phí nó càng nhiều, còn gway thấp thì mức phí nó sẽ thấp. Thì thông qua video này mình đã hướng dẫn cho anh em có thể giao dịch token ở trên mạng lưới Ethereum. Thì nếu mà anh em thấy video này hay và hữu ích thì có thể để lại cho mình một like và chia sẻ những video này để đến cho những anh em khác. Còn nếu anh em có bất kỳ những thắc mắc gì á thì có thể comment ở dưới video này và tham gia vào nhóm của HC Game để có thể update những cái dự án, những cái kèo có thể tiềm năng ở trên mạng lưới Ethereum nha. Ok, cảm ơn tất cả anh em đã xem qua video. Chào tạm biệt anh em.